Chào mừng các bạn đã quay trở lại Bản tin công nghệ của Điện thoại Vui TV vào ngày 5 tháng 8 và hãy cùng mình điểm qua những thông tin công nghệ hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Bắt đầu nào. Nói Oppo là một trong những nhà smartphone tiên phong giới thiệu chiếc smartphone camera trượt thay vì là camera tai thỏ vốn vô cùng đình đám. Và mới đây thì Oppo hứa hẹn là sẽ cho ra mắt rất nhiều những chiếc smartphone có thiết kế độc đáo và cá tính hơn rất nhiều. Một chiếc smartphone bí ẩn của Oppo mới đây đã vừa tiết lộ đây có thể là chiếc smartphone đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Find Z mà Oppo đã đăng ký từ hồi tháng trước. Chiếc smartphone này thì cũng có thiết kế camera trượt giống như là Find X nhưng mà thiết kế cá tính và độc đáo hơn. Camera trượt của chiếc smartphone Oppo này khá là đặc biệt. Như hình ảnh thiết kế, chúng ta có thể thấy đây là một cụm camera selfie kép và lồi lên. Theo dữ liệu của Weibo, tổ chức sở hữu bằng sáng chế thế giới, thì Oppo đã đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế ống kính tiềm vọng trong camera selfie. Rất có thể nó đã được áp dụng trên chiếc smartphone bí ẩn này. Sau nhiều video rò rỉ thì cuối cùng những thông tin chi tiết cũng như là ngày ra mắt của chiếc VinMax Lite cũng đã được xác nhận. Qua đó, theo trang thương mại điện tử A Đây Rồi, VinMax Lite sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 8 tới đây và thông số cấu hình của máy sẽ là con chip Snapdragon 675, kèm theo đó là từ 4 đến 6 GB RAM và sẽ có dung lượng pin là 4000 mAh. VinMax thì cũng trang bị cho máy những công nghệ tốt nhất trong tầm giá như là trang bị cụm 3 camera lần lượt, camera chính là 48 MP, góc rộng là 5 MP và camera tele là 8 MP và có vân tay ở trong màn hình. Máy thì cũng sẽ được hoàn thiện bằng khung kim loại và mặt lưng kính. Hiện thì chúng ta vẫn chưa có mức giá cụ thể nhưng mà theo nhiều đồn đoán thì VinMax sẽ có mức giá dưới 8 triệu đồng. Nhằm giải quyết bài toán pin di động thì mới đây Xiaomi đã đăng ký một bằng sáng chế mới vô cùng độc đáo để giải quyết được vấn đề này. Theo bản vẽ mô tả trong bằng sáng chế thì chiếc smartphone của Xiaomi đang được trang bị một tấm năng lượng mặt trời ở phía sau với một diện tích khá lớn. Mặc dù vậy thì chiếc smartphone vẫn rất mỏng, không có camera selfie và cảm biến vân tay. Ý tưởng này nghe có vẻ là hấp dẫn nhưng mà nó không phải là mới. LG thì đã từng ra mắt phụ kiện là chiếc ốp lưng có tích hợp tấm năng lượng mặt trời từ năm 2010. Tuy nhiên thì nó chỉ cung cấp 2 phút gọi sau 10 phút sạc pin bằng năng lượng mặt trời. Do đó hiệu năng là quá thấp để có thể hoạt động hiệu quả trong thực tế. Hy vọng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin về dự án này của Xiaomi. Trong một động thái cực kỳ bất ngờ thì vào sáng nay Oppo đã bất ngờ giới thiệu chiếc Oppo K3 của hãng. Oppo trang bị cho K3 màn hình OLED thiết kế toàn cảnh panoramic 6,5 inch, camera trượt thời thượng tương tự như chiếc S11 Pro được người dùng ưa chuộng, tích hợp cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình. Về hiệu năng thì K3 thiện chiến trong phân khúc khi mà sở hữu vi xử lý là Qualcomm Snapdragon 710 mạnh mẽ kết hợp với dung lượng bộ nhớ khủng là 6GB RAM và 64GB ROM cùng với sạc nhanh và an toàn vào một thế hệ thứ 3.0. Chip Kirin 985 gần như đã được xác nhận là sẽ được tích hợp vào chiếc máy sắp ra mắt của Huawei là Huawei Mate 30. Và Huawei thì cũng đã thừa nhận là đã có kế hoạch sản xuất chip Kirin 990 có tích hợp với modem 5G vào cuối năm nay. Nguồn tin trong chuỗi sản xuất cho rằng là Huawei đã bắt đầu thử nghiệm Kirin 990 cùng với nhà sản xuất là TSMC. Chi phí thử nghiệm chip Kirin 990 rất là tốn kém. Mỗi đợt thử nghiệm thì đòi hỏi một cái khoản đầu tư khoảng 200 triệu tệ, khoảng là 670 tỷ đồng. Giống như Kirin 980 thì Kirin 990 sẽ là vi xử lý được sản xuất trên quy trình 7 nanomet. Nó sẽ được tích hợp với modem 5G Balong 5000. So với Kirin 980, phiên bản kế nhiệm cũng sẽ có hiệu năng là 10%, giảm 10% điện năng tiêu thụ. Và đó là những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8. Đừng quên là hãy nhấn like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình. Và các bạn có comment gì thì hãy comment ở phía dưới này nhá. Đừng quên nhấn like, share và subscribe. Rồi mà. Bye.